Vâng, em Chiến mến chào tất cả các bác nha. Thì sau đây em mời các bác nghe một con âm ly đèn. Con này là con bản MK3, bản cao cấp nhất nha. Con này là con Boyranger. Lúc trước em có về con hai con MK2 và đây là con MK3. Boyranger A50 MK3 sở hữu cấu hình bóng 300B, bóng BF1 của Nga. Và con này em đấu cách đây là 15 ngày, 20 ngày trở về. Và em về hiện tại em giao các bác là 23 triệu 500 nghìn nha, bao gồm phí ship. Em này có thiết kế là cực kỳ sang và đậm chất high-end. Và một con cách đây tháng rưỡi trước thì em nó giao trong bác ở trong Sài Gòn. Bác về đánh với cặp loa tăng noise bass 40, nghe rất là tê luôn. Và nay em về được một con MK3, hiện tại trên trang eBay đang còn một con anh em đang đấu là 1.000, hơn 1.001 đô rồi mà chưa xong nha các bác. Đấy, thì hiện tại em giao các bác là 23 triệu 500 nha, 23 triệu 500. Boyranger A50 MK3 có hình bóng 300B BF1 của Nga. Hiện tại em đang ghép với cặp loa cao cấp nhất của 4311 luôn, gọi là 4311 VWXA. Sở hữu là cấu hình y chang L100 Ken. VWXA mới sử dụng cấu hình Anico nha các bác. Còn 4311 thường thì nó sử dụng cấu hình thường, giá rẻ hơn. Và đây là cấu hình của L100 Ken nha, 4311 VWXA Control Monitor. Và sau đây em mời các bác cùng thưởng thức một chất âm đến từ âm ly đèn Boyranger A50 MK3 ghép với những cặp loa JBL đánh như thế nào, và chất âm của bóng 300B nó tái tạo lên một cái âm mượt và mềm, chất âm dày của lời ca sĩ rất là hay. Trời xuôi tan vỡ tình đôi lời hẹn thề xưa theo gió bay, nhắc đến làm chi thêm sầu khổ, thêm tôi kiếp nghèo phận trắng tay. Mang tên con số
dám nói yêu ai một tiếng học treo cao. Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn, quen người con gái thấy em còn nghèo, muốn mua món quà tặng cho em làm duyên với nàng mà không tiền, nhờ em thông cảm cho mình liền. Ngay tiếng con nhà qua